Sinh và toàn thể cộng đoàn Thiên Chúa, ngày hôm nay chúng con rất là vui mừng quy tụ tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên này để cùng với Đức Cha và toàn giáo phận dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp một biến cố rất là trọng đại. Bây giờ người ta thích 2 trong 1, 3 trong 1. Đức Cha được Chúa quan phòng cho để mừng ngày hôm nay, đúng là 3 trong 1. 3 biến cố lớn, vừa là thượng thọ bát tuần, vừa là ngân khánh giáo mục và kim khánh linh mục. Đây là một hồng ân rất là lớn Chúa ban cho Đức Cha cũng như ban cho toàn thể giáo phận. Chúng con ở đây thì hiệp lời để tạ ơn Chúa và chúc mừng Đức Cha cách đặc biệt trong cái biến cố này. Qua cuộc đời của Đức Cha, chúng con đã đọc lại lịch sử và nghiệm thấy bàn tay quan phòng của Chúa, sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa để Đức Cha làm linh mục và giáo mục để phục vụ cho dân Chúa tại đây. Qua tất cả các chặng đường Đức Cha đã trải qua, Đức Cha luôn luôn thể hiện cái tinh thần của một người tôi tớ của Chúa, hết lòng phục vụ vì đoàn chiên. Và với cái khẩu hiệu giáo mục để cho tất cả mọi người được nên một, Ut sin unum, Đức Cha đã xây dựng cộng đoàn dân Chúa ở đây ngày càng hiệp nhất, ngày càng tiến triển, nhất là trong cái môi trường truyền giáo có nhiều người nghèo, nhiều các tôn giáo khác ở tại đây. Đức Cha đã kiến tạo được cái sự hiệp thông trong giáo phận. Đó là một cái di sản rất lớn. Chúng con xin chúc mừng Đức Cha. Và